Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Hôm nay thì mình có một thử thách vô cùng khó nhằn cho bản thân. Thực chất ra là của thằng nó đang quay góc này, thằng Nhân này. Nó thách mình là làm sao có thể sử dụng được cái chiếc iPhone SE này trong một ngày, để xem liệu nó có thể phục vụ được bản thân với những nhu cầu của mình hay là không, hay là thực sự là mình có thể sử dụng được một cái máy với màn hình nhỏ bé như thế này hay là không. Thế bây giờ ok, mình sẽ chấp nhận thử thách của nó bây giờ vào khoảng tầm gần 10 giờ sáng mà pin đang là 100% và mình sẽ quyết định đấy là lắp SIM trên chiếc iPhone 10 của mình sang. Đây là chiếc iPhone 10 của mình nhá. Các bạn thấy chưa? Ok, máy vẫn đang hoạt động bình thường nhá. Mình sẽ tháo SIM nó ra. Thực sự mà nói thì iPhone SE nó vẫn mạnh ở cái thời hiện tại, bởi vì cái chip Apple A9 và 2GB thì có lẽ là các bạn đã quá quen về cái sức mạnh cũng như khả năng xử lý của máy này nó như thế nào rồi. Tuy nhiên có một vấn đề mà các bạn sẽ rất là cần phải quan tâm, đấy là cái màn hình của nó quá bé ở thời điểm hiện tại rồi. Chỉ có kích thước màn hình là 4 inch mà thôi. Và các bạn có thể thấy nó quá nhỏ trong tay của mình nếu mà so sánh với cả chiếc Apple iPhone 10 như thế này. Và với cái việc màn hình nhỏ như vậy thì chắc chắn nó sẽ gặp rất nhiều vấn đề trong quá trình mình sử dụng cũng như là trong quá trình mình giải trí với nó. Trước khi bắt đầu video để thử thách bản thân thì mình có mượn chiếc iPhone SE này tại 7S. Thực ra mức giá của nó bây giờ khá là tốt nên nếu như các bạn có nhu cầu có thể tham khảo link phía bên dưới phần mô tả video nhé. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu với từng thứ một nhé. Sau khi lắp SIM vào xong rồi thì bây giờ mình sẽ cần phải đăng nhập cái tài khoản iCloud của mình vào. Sơ là đã thấy. Rất là ghét, sơ là mình đã thấy cái bàn phím này hơi khó để mình có thể làm quen được rồi. Ok, không sao, chúng ta sẽ mất thời gian một chút để làm quen. Ok, đầu tiên thì mình đã cơ bản là đăng nhập xong được cái iCloud vào cái iPhone SE này. Và như cái đoạn vừa rồi các bạn có thể thấy là chuyển từ cái máy to sang gõ bàn phím cực kỳ ngon sang một cái bàn phím nhỏ xíu trên SE như này. Thì gõ sai là điều không thể nào tránh khỏi được. Và đấy, tay mình không thực sự là quá to nhưng mà cơ bản là nó vẫn to, thế nên là gõ thì vẫn không thực sự là êm cho lắm. Và mình nghĩ là mình sẽ mất nhiều thời gian hơn 24 tiếng để có thể làm quen được với cái máy này. Ok, mình đã đăng nhập xong cái tài khoản iCloud của mình vào đây. Và bây giờ mình sẽ cần phải tải một vài những ứng dụng mà mình hay sử dụng, ví dụ như là Facebook này, Pakebook Messenger này, Instagram này. Ở đây thì mình cũng đã cài sẵn một vài những cái ứng dụng cơ bản rồi. Sau khi mà mình cài một vài những ứng dụng hay dùng, ví dụ Facebook Messenger thì mình sẽ cần phải cài thêm mail nữa. Gmail chứ. Các bạn thấy không? Bởi vì là máy sử dụng chip Apple A9 và 2GB, thế nên là những cái thao tác của mình với cái máy này rất là nhanh. Kể cả có đa nhiệm chuyển qua chuyển lại giữa những ứng dụng như này nó cũng rất là nhanh. Và đây là một trong những cái điều mình rất là thích trên chiếc iPhone SE, chứ không phải là iPhone 5S. Tại vì các bạn đều biết là Apple iPhone 5S chỉ sử dụng chip Apple A7 và 1GB nên nó rất là lag. Bây giờ với SE nó vẫn rất là mượt. Nhưng có một vấn đề mình nhận thấy 100% mà từ nãy giờ mới có vài phút mà pin sụt chỉ còn có 93%, tức là tụt mất 7% pin rồi. Chào ôi. Không sao, đây mới là đoạn đầu mình cài khá là nhiều những cái ứng dụng các thứ như này thì có thể là nó sẽ bị sụt pin nhanh thế mà thôi. Chúng ta hãy đặt một niềm tin cho iPhone SE là nó vẫn sẽ đủ phục vụ trong một ngày dành cho các bạn. Càng quá, pin như thế này thì chết, pin như thế này làm sao mà sử dụng được một ngày. Ôi, pin dung lượng tối đa vẫn còn tới 94%. Thế mà pin lại yếu như vậy. Ôi, lại còn 92% pin, trời ơi. 91. What the hell. Vai trưởng. Kiểu này tí nữa mình đợi thêm một tí nữa là chắc là nó sụt xuống 90% luôn đấy. Ok, mà những cái ứng dụng này vẫn còn chưa được cài xong. Càng quá, thế này làm sao mình có thể giải trí và chơi game được với cái máy này ta. Không sao. Ôi vãi đạn, pin còn 90%, mình đã cài xong được một vài ứng dụng và chỉ có sơ là cài cái ứng dụng này thôi. Mà mình đã nhận thấy đấy là máy nó nóng lên rất là nhanh, đặc biệt là khu vực chỗ này mình nhớ là pin này, mainboard là ở một cạnh, một trong hai bên cạnh phần nào đó. À đây, bên này, mainboard là bên này, chỗ này là pin. Máy nóng lên rất là nhanh và khi cầm trên tay đó mình có thể cảm nhận thấy rõ cái sự nóng này và tay mình đã bắt đầu ra mồ hôi bởi vì cái viền màn hình quá nóng. Ok, lại còn 89%. What the? Ôi trời ơi, what the hell, cái gì vậy? Ôi, cái gì vậy? Sao pin nó sụt cứ như kiểu là tụt quần vậy? Ôi trời ơi, what? Không sao. Đấy, bây giờ mình sẽ cần phải đăng nhập Facebook, các thứ. Đó. Sơ là mượt VL nè, đăng nhập nốt Messenger và Instagram. Thì bây giờ mình lại nhận thấy thêm một cái vấn đề trên cái máy này, các bạn biết là gì không? Cái diện tích màn hình nó quá nhỏ dẫn đến là cái nội dung hiển thị nó không được nhiều.
Đặc biệt là khi mà mình đây, mình sử dụng để mà lướt Facebook này. Các bạn thấy không? Chỉ được có một chút xíu nội dung, một cái status, thêm một vài cái dòng comment. Đấy, mình đã quen với chiếc iPhone 10 với màn hình rất là dài và nó to ấy, hiển thị rất nhiều nội dung, nhưng cái này thì không, rất là ít nội dung có thể hiển thị được mà thôi. Giờ mình sẽ đăng nhập nó Instagram. Đó, đăng nhập bằng Facebook. Ok, cho phép. Đó. Thì đây là Instagram của mình, Tony Phùng RV. Nếu bạn nào muốn thì cũng có thể follow nhé. Thì đây, những cái hình ảnh các thứ nó cũng hiển thị không thực sự được nhiều nội dung như lắm. Và đây là một điều ái già, chị tóc xanh của tớ một cú đây rồi. Ok, giờ đấy. Thì sơ sơ là những điều như vừa rồi các bạn sẽ phải chấp nhận, tại vì là nó hiển thị không được nhiều nội dung đâu. À, lưu ý. Rồi, và bây giờ pin còn 85%. What the... Wow, mình không thể nào nghĩ được rằng là pin của SE nó sụt kinh đến mức độ là như vậy. Càng quá. Rồi. 73% pin. Ai già, tụi pin hơn nhanh so với mình nghĩ. Thực ra nói thì mình làm reviewer, thế là đôi khi mình cũng phải post hình lên Facebook khoe. Đôi khi cũng phải post trên mạng, post tấm hình lên để mọi người còn biết. Mình đã thấy là mình quen với cái bàn phím này rồi. Nhưng các bạn có thể thấy này, một phần bàn phím, một phần giao diện chữ xong được con tí, không nhìn được cái hình nó như thế nào nữa luôn. Ok, xong. Chia sẻ ngay. Đó. Và có lẽ là mình cũng sẽ nên giải trí một chút bằng việc xem một vài những em gái xinh nhảy nhót tí xíu cho nó có hứng thú. Đó. Mô len len si ai hi hi cong tớn. Mình thấy là cái máy này màn hình độ phân giải chỉ HD nhưng vẫn mở được 1080p này, video khá là nét, nhưng mà mình chợt nhận thấy có một chút gì đấy nó hơi nhỏ quá, thế xem nó không thực sự sướng cho lắm. Tuy rằng là mông vẫn cong, ngực vẫn to và mặt vẫn xinh, thế nhưng mà nó cứ kiểu không đã cho lắm ấy các bạn. Nhìn nó vẫn cứ có một chút gì đấy nó hơi thiếu, mất đi vẻ xinh xắn và đáng yêu và cong cớn của em Nancy. Nhưng mà thôi không sao, chấp nhận. Kể ra mà xem trên mấy cái máy to ấy thì nhìn cái gì nó cũng to ra, nó thích. Nhưng mà cái này nó bé, thế nên là nhìn cái gì cũng cứ nhỏ nhỏ đáng yêu. Ok thôi, có lẽ xem video này không hợp với nhu cầu của mình lắm trên cái máy này. Mình quyết định chơi game, mình sẽ quẩy liên quân luôn. Thì mình có thể tự tin để nói rằng là với Apple i9 2GB thì Liên Quân có thể chơi rất ngon trên SE. Tuy nhiên chơi ngon là một chuyện và chơi có bị fit hay không lại là một chuyện khác. Nên mình sẽ quyết định mình chơi nick nhỏ thôi. Anh em chuẩn bị vào game chưa? Trận này mình sẽ chơi Carissa, hot pick mùa này. Đó. Hay quá, có Ngộ Không đi rừng cánh tim rồi. A hi hi. Bởi vì đây là nick phụ của mình nên bảng ngọc nó hơi cùi bắp một tí. Mẹ, tỷ lệ thắng có 63%, tỷ lệ thắng Slim ta 70% kìa. Các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý, đấy là loa ngoài của SE này. Tuy chỉ có một loa ở đây thôi, nhưng mà nó cũng to VL luôn đây. Chỉ có một loa ở đây thôi, nhưng mà nó cũng to vãi cả to luôn. Và khi mình chơi game thì âm thanh nghe cũng ok. Tuy không phải là stereo, chỉ là mono thôi, nhưng mà cũng ok. Và mình vẫn khuyên là nếu như các bạn mà chơi những cái tựa game kiểu PUBG Mobile thì vẫn nên sắm cho mình một cái tai nghe để mà nghe hướng cho nó tốt hơn. Chứ còn nghe bằng một cái loa mono như này thì cũng không thực sự là ngon cho lắm. Và bây giờ các bạn có thể thấy là màn hình quá nhỏ như thế này thì hai ngón tay của mình đã che mẹ hết rồi, không biết mình có thể nhìn được cái bản đồ ấy không nữa. Càng đấy, rất nhiều vấn đề luôn, càng quá. Thế đéo nào? Ăn nó đi chứ, các bạn ăn. À được, cái phòng này nó quá không có lên. Ơi. Tao làm gì còn chiêu đâu mà bắn. Chạy hộ tao cái. Chạy hộ tao cái. Chạy hộ tao cái. Ôi giời, ngoài tầm với. Bố mày cầm slim, bố mày phang mày chết rồi con ạ. Mẹ mày. Ơi giời ơi. Mày nghĩ mày là ai? Chết tao rồi.
Trời ơi, và sau khi chơi xong một trận, máy nóng lên rất là nhiều, mặt lưng các thứ này, viền nữa. Quay vào bây giờ còn 62% pin. Mình thực sự là thấy pin của iPhone SE tụt rất là nhanh luôn. Đã mà iPhone này đã bị tắt nguồn đột ngột vì pin không thể cung cấp công suất đỉnh cần thiết. Bạn đã tắt thủ công các tính năng bảo vệ quản lý hiệu năng. Tức là mình sẽ bật max tối đa nhất có thể. Đó. Ok, và bây giờ pin còn chỉ còn 62% sau khoảng hơn 2 tiếng sử dụng. Thực ra không phải là liên tục cài ứng dụng các thứ. Ok, giờ mình sẽ để nó nghỉ ngơi và mình sẽ đi làm chuyện khác đã, đi làm việc khác đã. Ok. Buổi trưa thì mình hay nghỉ ngơi một tí và mình lướt Facebook chat chít cái thứ này nọ thì trời ơi các bạn thấy không? Bây giờ nó chỉ còn có 26% pin mà bây giờ mới có hơn 1 giờ. Tức là mình mới sử dụng cái máy này được có vài tiếng đồng hồ mà thôi. Pin đúng sụt kinh khủng, dã man và kinh khủng luôn. Và trong cái quá trình của mình sử dụng thì mình còn nhận thấy một điều, đấy là cái vân tay này. Nó sử dụng chung cái công nghệ với cả iPhone 5S với cả iPhone 6 cái thứ ấy. Nên là lúc thì nó nhận rất là nhanh, nhưng mà có lúc thì nó lại không thực sự là nhanh cho lắm. Đặc biệt là những cái lúc mà tay bạn mà hơi ra mồ hôi nhẹ một chút xíu vào cái thời gian nhận ấy. Đấy, bình thường ví dụ như mình bấm vào iPhone 6S mình chạm vào như này là nó mở rồi. Nhưng mà iPhone 5S SE các thứ các bạn sẽ phải giữ tay một chút xíu như thế này. Đó, thấy chưa? Thế nên là đây cũng sẽ là một cái trải nghiệm mình đánh giá nó không thực sự là ngon cho lắm. Và mình nhận thấy là pin bây giờ chỉ còn 26% như thế thì rất khó để nó có thể đáp ứng được một ngày của mình. Căng nhỉ. Đúng là thử thách 24 giờ với cái iPhone SE có lẽ sẽ phải kết thúc sớm thôi. Tại vì pin nó không thể nào trụ được thì rất khó để mình có thể sử dụng tiếp được cái sản phẩm này. Càng quá, càng quá. Làm trận game không em ơi? 26%, mình nghĩ vẫn đủ. Chiến đi. Và có lẽ là mình sẽ phải dừng cái video trải nghiệm 24 giờ với iPhone SE tại thời điểm này. Tại vì sao? Tại vì pin chỉ còn có 19%, quá yếu rồi. Và mình có thể các bạn không tin, nhưng pin từ 26% mình mới khởi động cái game Liên Quân Mobile thôi. Đó. Mình mới khởi động được cái game Liên Quân này mà thậm chí mình còn chưa có thời gian mình vào mình chơi được. Nó đã tụt xuống chỉ còn có 19% và mình nghĩ là để như này. Bây giờ chúng ta cùng nhau đếm thời gian thì nó sẽ xuống dưới 15% một cách cực kỳ là nhanh. Và mình nghĩ rằng iPhone SE các bạn cũng sẽ phải cân nhắc rất nhiều thứ trước khi quyết định có mua sản phẩm này hay là không. Thực sự mà nói thì ở cái mức giá của nó bây giờ tại thị trường Việt Nam mua máy cũ đã qua sử dụng 99%. Ví dụ như các bạn có thể tham khảo mức giá tại 7S thì nó thực sự rất tốt so với những trải nghiệm liên quan đến tốc độ, thiết kế, màn hình và mọi thứ, camera, mọi thứ nó mang đến cho người dùng. Thế nhưng mà vẫn có những thứ mà các bạn sẽ cần phải cân nhắc, ví dụ như là pin này. Ví dụ như màn hình quá nhỏ thì có phục vụ được tốt cho các bạn hay không này. Hay đơn giản hơn là cái kiểu màn hình quá nhỏ như vậy thì các bạn có phục vụ được cho những nhu cầu hàng ngày hay là không. Bản thân mình đánh giá thì khi mình chuyển từ chiếc iPhone 10 xuống chiếc iPhone SE này để thử thách bản thân thì nó không phục vụ được nhu cầu của mình. Nhưng có thể nó sẽ phục vụ được nhu cầu của bạn thì sao? Thì hãy chia sẻ ý kiến của bạn về chiếc điện thoại này ở comment phía bên dưới nhá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.